Đúng ra là những cái siêu phẩm như thế này thì em không được phép test ở trên những chiếc âm ly có mức giá. Bây giờ một đôi loa này phải mua được 8 cái âm ly này luôn. Hôm nay em Tuấn vẫn đánh ghép chiếc âm ly PM50 âm ly đèn. Con này có mức giá có 3 triệu 9 thôi. Đây ạ. 3 triệu 9. Và em đang dùng cái dây Maxitox cắm thẳng cho bác để ý cho nó rõ. Thật ra là cái dây nó cũng một phần cũng khá là quan trọng, nhưng mà nó không thể, cái dây nó không thể đáp ứng được hết hay hay không hay, mà nó vẫn phải do cái loa, đôi loa đấy. Thì em cắm vào để cho bác nhìn này, em Tuấn nhìn này, dùng thẳng trực tiếp từ chiếc âm ly PM50 có mức giá là 3 triệu 900 nghìn. Đôi loa này nó có mức giá là 25 triệu 800, 25 triệu 800. Phải nói là em quay dưới ánh sáng buổi tối này, đèn nhưng mà nó cũng còn khá là đẹp luôn. Đôi loa này phải nói luôn là gần như mới luôn, gần như mới ạ. Thế em Tuấn quay phía sau cho bác nhìn này. Đây là đôi loa có model nhé. Đây là phấn nhé, cái phấn trắng này mình chưa lau ấy. BM WCD M7 có công suất là 150W, trở kháng là 8 ohm ạ. Hàng made in Nhật lần thì chắc chắn rồi. Còn này hai cầu vẫn còn zin hết tất cả rồi, được chưa ạ? À, số series của nó 008752. Đấy, đấy là với loa bên này, được chưa? Thì loa bên này nữa thì xem số series của nó là bao nhiêu. Con bên kia là 008752 đúng không? Con bên này là 008751, vậy là series liền kề. Ok chưa? À, bên kia lần series liền kề. Loa thì bằng gỗ lạng, rất là đẹp luôn, chắc chắn. Và các bác là dòng đôi này thì không khen, khen làm gì, khen cho thừa. Đôi này là gọi là em test cho các bác cái âm ly, có nghĩa là đôi loa này có thể mua được 8 cái âm ly này cơ, nên bác thông cảm rằng là thật ra là mới đến giờ này. Dòng này các bác đánh Rothel Acouphase âm ly đèn cao cấp thì ok rồi, Rothel, đặc biệt là Rothel thì phê luôn. Nhưng hôm nay em lấy cái âm ly, vẫn âm ly cỏ này cho bác. Em vẫn cố tình đánh thì các bác biết rằng là tại sao con loa này nó có mức giá cao như vậy. Nếu cái tầm tiền này các bác mua một đôi tai noi ấy, tầm 15 17 triệu cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi đôi tai noi nó lại yêu cầu âm ly rất là cao cấp nhé, chứ không phải như dòng này là âm ly nào cũng phang được. Được chưa ạ? Con này nó không phải âm ly nào cũng phang được, nhưng mà nó khá nhiều âm ly đánh được nó. Sau đây mời các bác đeo tai nghe vào giúp em quay trên điện thoại nhé. Em lại phát không dây qua đầu kia luôn. Thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những niềm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm.
có nhận ra vấn đề gì không ạ? Con âm ly này không đủ lực để chơi đôi loa này. Mặc dù các bác nghe khá là hay, nhưng em cảm giác là nó đang bị điếu đuối lực. Đuối lực. Nó đuối lực ạ. Nó đuối lực với đôi loa này. Các bác nghe tiếp hộ em nhé. Không, cái gì nó hay là mình bảo hay. Nhưng thật ra là nó vẫn khá là tốt. Nó con Domly này vẫn đáp ứng khá là tốt. Nhưng mà nếu như đôi loa này mà được vào con Rodeo hoặc một con số con khác, âm ly khác nó khỏe đánh cho các bác, thì cái bát nó ra nó phì phì, nó hay lắm, nó còn dày hơn nữa cơ, chứ nó không thể mỏng manh như thế này được. Bởi vì em là người test loa, em sẽ biết, em được em tại sao em biết, bởi vì là em được so sánh rất là nhiều loa với nhau. Ví dụ con Domly này đánh với con dưới này bảo các bác là bao phê luôn, con này họ đánh con khác nhưng đánh với con này đuối, được chưa ạ? Em mở tiếp nhé, dòng khác, bởi vì em cố em lỡ tua mất rồi. Dù nỗi buồn của bạn Đấy, mang màu sắc nào, em tua lại nhé. thì vẫn mong một ngày của bạn mang màu đào. Bát em không thấy dày, tỉa guitar, saxophone các thứ ok, chân bát không được dày, do lực yếu quá. Nhẹ nhẹ đôi chân lại gần đây em,
tựa vào vai anh, nghe sóng xô trên biển xanh. Nhẹ nhẹ đôi tay đông lấy. Nhưng mà xin được tạm dừng, bởi vì là thật ra là đôi con âm ly này không thể đánh được con này, đánh nó không đủ độ dày. Con âm ly này vẫn là dòng BMW kép, nhưng con này nó phang con dưới này, hoặc nó phang cái con trưa hôm nay là có vẫn hai bát nhưng mà CDM 1400, con ấy phê luôn, nhưng con này công suất nó quá lớn, có lẽ con này khủng, nên là nó đánh cảm em cảm giác là nghe em vẫn thấy nó bị đuối bát, nó đuối cái lực nội nội lực của nó, cái lời của nó sẽ là nó dày lắm, nó dày. Nhưng con này nó chỉ xử lý được cái giải kèn này, guitar này, lời cao, nhưng cái lời giải trầm là nó chưa xử lý được, bởi vì nó yếu. Được chưa ạ? Không, cái test này thì em cứ test, em vẫn cứ test bình dân, em cứ kiểu như thế. Và test xong nói luôn là nó thiếu cái gì, cho nó dễ cho các bác. Còn những dòng này đừng hỏi nó hay không, bởi vì nó đã đỉnh cao rồi. Đỉnh cao rồi. Em chào các bác.